Đây, xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ có một game tên là The Catacom à, Rồi, nếu mà dịch tên tiếng Việt thì nó sẽ có ý nghĩa rằng là hầm mộ Nhân vật chính của chúng ta là một cái kẻ rất là cuồng đi gọi là thăm thú những cái hầm à, Những cái hang động, những... nói chung là những cái nơi và kiểu tăm tối giống như thế này nè Và rồi uh, thanh niên này quyết định là đi vào hầm mộ các bạn ơi một cái quyết định rất là ngu ngốc Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. À. Ua. Được Chỗ đó lại vào xong rồi sập hầm nhé. Rồi à rồi các bạn ơi sập hầm rồi. <laughs> Thực sự sập luôn rồi. Đây. À. Trong những cái hầm mộ thường người ta chỉ xây một đường ở lối vào thôi đúng không? Tại vì có thể bảo quản được thi thể bên trong thì chỉ xây một đường như vậy thôi để tránh không khí. Rồi thanh niên này uh, hết đường rồi Ôi rồi. nữa là tối các bạn ơi Ồm... chuột này có vẻ khá là kinh Những cái uh, đá nó ẩm ướt Tại sao thanh niên lại quyết định đi vào chỗ này như thế chứ hả Mà đi có một mình thôi các bạn ơi Nếu mà kiểu uh, nó là những cái... Uh, có một cái đàn thám hiểm đi khám phá hầm mộ ấy thì có thể hiểu được nhưng mà thanh niên này đi một mình Ê, một con đường khác các bạn ơi vào đây nào nhưng mà khám phá hầm hay là hang động bình thường thì không nói nhá nó đi khám phá hầm mộ mới ghê chứ lần trước mình nhớ mình cũng có chơi game nào mà chúng ta vào hầm mộ <laughs> những hầm mộ thường có những cái con khổng lồ đúng không à, đây là cái đường hồi nãy mà cái game lần trước cũng là hầm mộ và lúc mà mình vào châu với thì có một cái con khổng lồ đuổi theo mình đường này thì sao đây ở đây sao không thấy có đường gì hết vậy ờ à, không vượt con đường tiếp ở đây ơ à, cửa ơ à! cái quái quỷ gì thế nó đập cửa rất là nhiệt tình các bạn ơi cửa cũng tôi mở rồi tại sao thanh niên này không có một chút phản ứng gì vậy các bạn cứ <laughs> cái nhân vật chúng ta không có chút phản ứng gì cả rồi tại phải bước vào trong thôi nói thật là thanh niên này cố tình vào hầm mộ là chứng tỏ là nó kiểu như tìm đến sự kinh dị rồi cho nên mình cũng không cảm thấy sợ các bạn ơi tại đây, đây là sự cố tình mà do not enter tức là đừng vào bên trong đúng không vẫn vào <laughs> vào đến đây tự nhiên sợ hả gì thế máu kìa Ôi rồi mình nghe tiếng chóc chép gì ở phía trước các bạn ơi Ôi xong xác định rồi Chắc chắn là đây ăn cái gì ở phía trước rồi Ui Có màu đỏ Chuẩn bị tinh thần nhá Thôi đi nhanh đi các bạn ơi Whoa. kịp nhìn thấy cái gì cả à đúng lúc mình quay lại thì nó lại xuất hiện cũng nên các bạn ơi chưa kịp nhìn thấy cái gì cả rồi chuẩn bị xuất hiện rồi chắc chắn luôn ồ oh, Thú vệ đấy bị chặn đưa rồi <laughs> xong xác định luôn Bây giờ mình quay lại là nó đã gỡ tảng đá ra rồi Rồi dịch biệt nhá Dịch biệt cụ cái đây là cuối cùng Mọi người nhìn thấy mình <laughs> Ê đừng nói lúc này tiện bởi yếu tố À Hả Tại sao phát Tại thanh niên có thể phát hiện ra một cái Nút bấm ở trong những cái tảng đá như thế này thực sự không thể hiểu được nhưng mà cái hang này cái hầm hầm mộ này là người ta làm cái cơ cấu gì đó để mà được cái này nhỉ <laughs> bấm một cái là tự nhiên tường đá mở cửa ra để cho mình vào chỗ này có sao không đi chắc chắn là có một cái tồn tại nào đó ở trong đây các bạn ơi Một lúc nào đó mình sẽ phải gặp nó Trong con đường hẹp như thế này có sao không đấy Không có chạy được rồi Mình đã thử bấm nút xíu nhưng không chạy được các bạn ơi Rồi cái con đường này chẳng khác nào là bảo rằng là nó hãy đến đi chứ Ờ à, con đá Nhưng mà hồi nãy nó ở cái con đường bên kia đúng không Thì chắc chắn là phải có con đường thông với bên đây rồi chưa thấy gì cả Nó cố tình đợi thời gian dài như thế này để một con đường dài như thế này để mình thiếu đi cái sự cảnh giác các bạn Ở Thế nào nó sẽ hù mình một cách giữa chừng cho rồi Đây rồi Ơ kìa à! Tại sao đèn pin lại hư vào lúc đây lúc mà đèn pin nó sáng lên lại mình nghĩ là chắc chắn rồi các bạn thì bị hư luôn rồi ê mình mình không đi lùi vào sau được nữa các bạn ơi chứ từ đằng sau nó bị chặn lại rồi tí gì thế ồ oh, đây rồi các bạn ơi sắp sửa ấy Số sửa tới rồi Mình nghe hai tiếng rồi Ồ oh, cửa mở sẵn Để mời mình vào luôn các bạn ơi vào thôi Mở đi Ồ oh, mở rồi các bạn ơi tiếp đón rất là nồng hậu luôn Một cái hầm mộ Không có ai đáng lại là không có ai trong đây cả Nhưng mà lại được tiếp đón rất là nồng hậu các bạn Hiểu rồi <laughs> Hello bạn có ai đó không Trời nhiều cửa thế cái chỗ này Rất là nhiều cửa các bạn ơi À cẩn thận những cái cái chớp tắt này nó có thể gây ra chóng mặt các bạn <laughs> Bây giờ nhắc mũ <laughs> Chắc thấy được cũng ma Tôi thật sự là dựng mặt cơ Vừa rồi mình cảm thấy khá là bực các bạn ơi Lẽ ra nó phải gọi là rút ngắn con đường lại để mình có thể thấy con ma được nhiều hơn làm cái gì mà gọi là tiết núi thế giấu con ma đến tận cuối cùng và chỉ cho thấy được có chút xíu thôi thật sự chán <laughs> mình cũng biết khoảnh khắc đưa rồi các bạn có nhìn thấy được cái gì không nhưng mà mình chỉ thấy được có chút xíu thôi game này không thể nào làm mình sợ được và ngược lại cảm thấy rất là buồn cười rồi <cười> Vô các bạn đã xem hết video rồi chứ Nếu mà thích video này hãy bấm mình một like đăng ký tất cả người mới đừng quên luôn để nhận được trợ hộp báo của chúng mình hẹn gặp lại các bạn trong một video khác bye bye à, ít nhất thì cái game mà hầm ngục lần trước mình chơi nó xuất hiện cách khá bất ngờ và làm mình hết hồn chứ còn game này thì chịu nhé à, có gì mình sẽ để link của game kia ở trên bạn nào chưa xem qua xem nhé